nam thanh niên vào viện cấp cứu với chiếc bát úp trên bụng. Nam thanh niên 20 tuổi bị trọng thương vào bụng, ruột sổ ra ngoài, được người nhà lấy chiếc bát úp lại, băng bó rồi đưa đến bệnh viện. Ngày 26 tháng 7, bác sĩ Vi Văn Thành, khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh cho biết bệnh nhân được đưa đến viện vào đầu tháng 7 sau khi bị đâm khoảng 30 phút, tình trạng rất nguy kịch, miệng vết thương lớn 2-5cm, máu chảy ồ ạt, nguy cơ cao tử vong. Kiểm trực cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động bác sĩ 6 chuyên khoa mổ khẩn. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tá tràng, đại tràng bệnh nhân đều có lỗ thủng, tĩnh mạch chủ, bụng rách lớn, niệu quản phải bị đứt. Ekip mổ hút gần 2 lít máu đỏ tươi và dịch tiêu hóa chảy tràn cho mổ bụng bệnh nhân ra ngoài. Sau đó, lần lượt xử trí những tổn thương, khâu nối các đoạn ruột thủng, mạch máu, niệu quản, đồng thời tạo ống thông ra da để hút dịch, nuôi ăn, truyền bù lượng máu đã mất. Sau 3 tuần chăm sóc tích cực, hiện bệnh nhân hồi phục được xuất viện. Theo bác sĩ Thành, ổ bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, tuyến thượng thận và mạch máu lớn. Khi có vết thương hoặc chấn thương, vùng này dễ dẫn đến thủng, vỡ tạng gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, thủng tá tràng là một trong những tổn thương phức tạp và nguy hiểm. Vết thương rất khó lành, dễ xì rò do dịch dạ dày, dịch mật tiết ra liên tục, tàn phá thương tổn và phải điều trị kéo dài. Bác sĩ Thành nói, bệnh nhân may mắn được người nhà sơ cứu đúng cách, giữ được phần tạng lòi ra không bị nhiễm trùng, băng cầm máu và đưa đến bệnh viện kịp thời. Sơ cứu vết thương bằng cách úp chiếc bát lên trên, che phủ phần tạng và ruột sổ ra ngoài rồi băng kín là cách làm đúng đã được áp dụng từ lâu. Đây được xem là phương án sơ cứu an toàn nhất cho người bệnh trong tình huống khẩn cấp không có dụng cụ y tế. Châu khúc, ngã cây, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn nổ pháo, bơm mìn, đả thương là các tình huống dễ dẫn đến thủng thành bụng, gây lộ ruột tạng. Bác sĩ Thành khuyến cáo gặp trường hợp nạn nhân bị rách thành bụng, lộ phần tạng, người sơ cứu tuyệt đối không cố gắng đè ép, đẩy tạng vào lại bên trong, hay chà rửa phần này dù tạng có bị bẩn, dính đất, cát. Hành động này sẽ khiến phần tạng tiếp xúc với môi trường bên ngoài, dễ nhiễm trùng và tổn thương nặng thêm như dập ruột, gây hoại tử, khiến quá trình cấp cứu điều trị phức tạp và kéo dài hơn. Để giúp giảm nhiễm trùng, người sơ cứu nên dùng gạt y tế sạch đẩy lên trên phần tạng nạn nhân và tưới muối sinh lý liên tục. Hoặc có thể cơ động dùng các vật tròn cứng cáp như chén, tô, chậu nhỏ bằng nhựa, ly thủy tinh úp lên trên miệng vết thương, rồi dùng vải, quần áo băng cố định phần bát lại, hay dùng tay giữ chặt phần bát, tránh tạng xô lệch lòi ra thêm. Tránh mở dụng cụ sơ cứu để xem lại vết thương sau khi đã băng cố định. Tuyệt đối không tưới bất kỳ loại dung dịch nào, kể cả thuốc sát trùng lên bên ngoài vết thương. Trường hợp trên bụng nạn nhân vẫn còn gấp dị vật cũng không được rút ra mà cần băng cố định. Sau đó đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.